nguy hiểm lắm. Uống rượu uống phải ăn, phải ăn với đồ ăn. Đúng rồi, uống rượu sáng nguy hiểm lắm. Thế là đi đi siêu âm nội soi các thứ là dạ dày mới gan, xong rồi dạ dày ảnh hưởng nhiều lắm, nhất là gan bố cháu. Nghĩa là cái đợt đấy là bố cháu nằm viện hơn tháng rồi, nghĩa là kiểu như là uống rượu mà gan nó kiểu nó không còn chức năng, nó nghĩa nó chạy đúng chân, sưng phù nề to đùng luôn. Bố cháu nằm viện hơn tháng rồi, nghĩa là chưa có ai mà vào bệnh viện mà làm cấp cứu đến một tuần như bố cháu, nghĩa lúc nào cũng nguy kịch, cũng là phải cấp cứu. Thế mà đúng làm viện một tháng rồi. Thế đợt đấy là sợ. Đợt đấy các con cũng động viên rồi. Mẹ cháu cũng động viên, nghĩa là bây giờ anh không bỏ đi, thứ nhất là bây giờ vợ con thì mất thời gian, con thì bỏ công bỏ việc trông bố. Thế là vợ ấy, thế là đợt đấy là quyết tâm bỏ. Hay bỏ tới ngày nay cũng là. Dạ vâng, tới nay là 6 năm rồi. Đấy, bỏ rượu 6 năm rồi. Thì bây giờ bố cháu là đang uống cái này, uống sung khô, quả sung khô xong rồi thái nát nhỏ xong rồi phơi, không ngâm mấy rượu, nghĩa là uống cái đấy nha, nó tiêu mật, nó tốt cho gan. Thế bố cháu uống cũng lành. Dạ vâng, đúng rồi, sung là có cái khả năng bài trừ sỏi. Nghĩa là đợt gần đây nhất này lại bị thêm một quả nữa, cái gì mà sỏi mật bố cháu ấy. Thế nó không xuống mà nó tắc ở cuống mật này, thế lại uống lá sung là nó cũng tan hết đấy. Dạ vâng, sung tốt, uống để ướng mát, lành. Nói chung là bây giờ cứ rượu chè vào thì không biết đâu được. Cái đầu tiên là cái gan của mình sẽ bị ảnh hưởng. Dạ vâng.